sau một thời gian lắng xuống, trang trọn một trong hai trên Instagram bất ngờ hot trở lại những ngày gần đây. Luật chơi khá đơn giản, người hỏi sẽ đưa ra hai thứ ở cua và A, và người đáp chọn một thứ. Đương nhiên nhiều trai xinh gái đẹp cõi mạng đã mau chóng tham gia, trong đó có dịch kích Nhất Hoàng. Nhất Hoàng Sở hữu gần 65k follower, Nhất Hoàng nhận về không ít câu hỏi. Đáng chú ý nhất là phải kể đến đề nghị dịch kích Hà Thành lựa chọn giữa tiền và idol. Kết quả, Nhất Hoàng đã trọn tiền với lý do cực hợp lý, không có tiền sao đu idol được. Câu trả lời này hoàn toàn hợp lý bởi ai cũng biết đu idol kiểu dịch kích như Nhất Hoàng tốn kém không ít thời gian và tiền bạc. Cậu bạn từng chia sẻ rằng đã cùng với hai người bạn của mình chi gần 900 triệu cho project mừng sinh nhật Duế, bờ Latin. Nhất Hoàng trọn tiền thay vì idol, rồi đem tiền đi đu idol. Ngoài ra, nhất hoàng cũng phải lựa chọn một trong hai dịch kích cùng gây xôn xao thời gian vừa qua là trao và gia kỳ đáp án của thiếu gia họ hoàng là trao được biết cô bạn này đã học cùng và chơi thân từ hồi tiểu học còn gia kỳ chỉ mới quen nên nhất hoàng đã chọn người quen lâu hơn nhất hoàng đăng ảnh trao thay cho câu trả lời đôi bạn dịch kích học chung từ hồi tiểu học gia kỳ và nhất hoàng mới quen biết gần đây ảnh tổng hợp